Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Phim Hay. Hôm nay tôi sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim zombie kinh dị, mà hầu hết các cảnh quay của bộ phim chỉ gói gọn trong một chiếc thang máy. Một nam một nữ cùng bước vào thang máy. Chàng trai trực tiếp dùng bạo lực đè cô gái ra, rồi nở nụ cười xấu xa chào hỏi cô gái. Lẽ nào em không nhớ khoảng thời gian vui vẻ trước kia của chúng ta sao? Cô gái luồn tay bóc quả chuối của anh ta. Nhớ cái gì? Nhớ cái này sao? Nói xong thì cô rời khỏi thang máy. Người đàn ông đau đớn thở dốc. Anh ta là người đã có vợ, ỷ vào mình là quản lý cấp cao, cứ vài hôm lại quấy rối cấp dưới nữ. Sáng hôm nay người đàn ông này phải họp với một khách hàng quan trọng, nhưng lại liên tục gặp xui. Thang máy bị kẹt giữa tầng 6 và tầng 7, gạ gái không được, thang máy lại còn gặp sự cố. Người đàn ông cực kỳ nóng nảy, khó chịu nói với thư ký rời cuộc họp lại một lát. Sau đó anh ta liên hệ với nhân viên tòa nhà, đối phương nói trong 5 phút sẽ đưa anh ta ra ngoài. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy ai tới. Người đàn ông quyết định dựa vào chính mình. Đầu tiên anh ta dùng sức cậy cửa thang máy. Tầng bên trong khá đơn giản, chỉ phút chốc đã mở ra được rồi. Nhưng tầng bên ngoài thì khó hơn, dù người đàn ông có dùng sức thế nào cũng chỉ mở được một khe hở nhỏ. Người đàn ông bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, nhưng hành lang trống vắng không có ai trả lời. Tòa nhà văn phòng bình thường vô cùng bận rộn, giờ lại yên ắng đến lạ thường. Thấy không ai để ý tới mình, người đàn ông thử tự mình chui ra. Anh nhảy lên vài lần, lồng ngực cảm thấy đau đớn nhưng chẳng thể nào ra được. Nhưng lúc này thang máy lại bắt đầu rơi xuống, đầu của người đàn ông đã bị kẹt lại. Cũng khá may mắn là thang máy không rơi xuống nữa. Chuông điện thoại vang lên, là vợ anh ta gọi. Cô nói bên ngoài nhà có người kỳ lạ đang gõ cửa. Tin tức trên TV nói dịch bệnh đang lây lan trong thành phố, cô không biết nên làm thế nào. Người đàn ông vỗ về vợ mình, bình tĩnh đừng hoảng sợ, kêu cô khóa chặt các cửa rồi mau chóng gọi điện báo cảnh sát. Anh sẽ phái cấp dưới tới ở chung với cô. Sau đó người đàn ông gọi điện cho cấp dưới. Người làm thuê đúng là đáng thương. Một cuộc điện thoại cấp dưới lập tức lái xe đi, lại không biết rằng mình đang trên đường tới Suối Vàng. Vừa gọi xong cuộc điện thoại này, bên ngoài có một nhóm người đang điên cuồng bỏ chạy. Đột nhiên một cô gái ngã trên mặt đất, chính là vị đồng nghiệp nữ khi nãy. Cô gái có vẻ mặt kinh hoàng, xin người đàn ông cho cô chui vào trong thang máy. Nhưng cơ thể của cô gái dường như bị thứ gì đó kéo, cho dù người đàn ông nắm chặt tay cô, nhưng sức mạnh này thực sự quá lớn, cô gái vẫn bị lôi đi mất. Rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông vô cùng hoảng hốt. Anh chậm chậm lại gần cửa thang máy, không ngờ là hai zombie mặt mũi hung tợn, mặt bọn họ đầy máu tươi, dễ dàng muốn ăn thịt người đàn ông. Cũng may cửa quá hẹp, zombie không vào được. Đầu bên kia hành lang truyền tới tiếng động, hai zombie nhanh chóng chạy về phía đó. Người đàn ông sợ hãi tới nỗi tè rầm, anh ta lắp bắp, zombie, là zombie. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông cầm lên nghe, phát hiện chính là cấp dưới của mình. Anh ta nói anh ta đang ở trên đường, nhưng khắp nơi toàn là những người điên cuồng, vô cùng hỗn loạn. Người đàn ông trong thang máy sợ sệt nói, tôi thấy rồi, bọn họ điên rồi, ai cũng điên rồi. Cấp dưới nghe không hiểu anh ta đang nói gì. Đột nhiên đầu kia điện thoại truyền tới tiếng hét thảm thiết, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa. Người đàn ông nóng nảy đấm vào tường, xem ra cấp dưới đã gặp nạn rồi. Vào thời khắc quan trọng, loa trong thang máy vang lên, là nhân viên sửa thang máy. Anh vội vàng cầu cứu bên kia, nhưng chưa nói được mấy câu, bên kia đã lại vang lên tiếng hét. Thế này hoàn toàn to rồi, người duy nhất cứu mình ra cũng không còn nữa. Trong lúc hoảng loạn, người đàn ông cuối cùng cũng nhớ ra gọi cảnh sát. Vừa cầm điện thoại lên, phía sau đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, túm chặt lấy cà vạt của anh ta. Người đàn ông sợ hãi bật ra ngay. Nữ zombie ra sức chui vào trong thang máy, cái khó ló cái khôn. Anh ta gỡ tay vịn trong thang máy, đâm mạnh hết sức vào đầu của nữ zombie. Cuối cùng nữ zombie cũng nằm bất động. Người đàn ông không thể nào nhìn thẳng vào cái đầu máu me của zombie, dùng sức đẩy cô ta cách xa vài mét. Sau đó lại có một loạt âm thanh dội tới. Người đàn ông nắm chặt gậy sắt trong tay. Bên ngoài có một nữ đồng nghiệp chạy tới, cô ấy muốn trốn vào trong thang máy. Hai người họ thử hợp lực mở cửa thang máy, nhưng cửa thực sự bị kẹt rất chặt. Người đàn ông không nắm chặt cây gậy sắt rơi trên mặt đất, lanh keng một tiếng vang vọng trong hành lang. Âm thanh này đã thu hút zombie tới đây. Cô gái chẳng trốn tránh nữa, một mình ra tay tấn công lại zombie. Đây là lần đầu tiên cô ấy giết người, cô ấy cảm thấy rất tốt, lại còn giúp được cấp trên của mình nữa, sướng quá đi. Đột nhiên phía sau xuất hiện hai con zombie, bọn họ xô ngã cô gái rồi ăn tươi nuốt sống cô. Người đàn ông ở trong thang máy nhìn cảnh tượng này, lòng anh ta lạnh ngắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp chết. Sau đó người đàn ông nhận được điện thoại của vợ. Đầu bên kia truyền tới giọng nói hoảng sợ của vợ. Người đàn ông hoàn toàn suy sụp, anh sợ hãi tới độ không biết nên làm gì. Giờ vợ mình cũng đã gặp nạn rồi, bản thân thì kẹt trong thang máy, đợi chết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Qua một hồi anh ta đã bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách để tự sát mà không đau đớn. Bên ngoài cửa có một anh béo đi tới, anh ta nhìn một cái, thang máy này tốt đó, nhưng đầu của anh ta to quá, không thể nào chui vào được. Tiếng động của anh béo lại dụ zombie tới đây. Chẳng được mấy phút anh đã tự tiễn mình lên đường. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cảnh này, anh ta nghĩ nếu đã muốn chết, vậy thì cũng phải chết thật vẻ vang. Người đàn ông bắt đầu hô to gọi nhỏ, thu hút rất nhiều zombie tới bên ngoài thang máy. Bọn họ vốn chẳng chạm được vào anh cầm gậy sắt lên, anh đâm zombie để xả giận.
Cùng lúc này cuối hành lang có một cô gái may mắn sống sót. So với người đàn ông thấy được nhưng không ăn được, cô gái này đúng là món ngon khó cưỡng. Đám zombie vẫn có chút trí tuệ, bọn chúng lập tức từ bỏ người đàn ông xông qua bên kia. Dù trong thang máy truyền tới bao nhiêu tiếng ồn, đều không thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Người đàn ông đã từ bỏ. Anh nhặt điện thoại lên phát hiện có người cắt video. Trên phố khắp nơi toàn là zombie. Video còn chưa xem xong, tòa nhà đột nhiên bị cúp điện. Cảm giác bất an đã ập tới. Người đàn ông cảm thấy mình thực sự không cầm cự được nữa. Bằng, bằng. Hai tiếng súng lô lý trí của người đàn ông trở lại. Anh ta duỗi đầu ra nhìn, là một cảnh sát cầm súng. Cảnh sát hiếu kỳ, không ngờ trong tòa nhà này vẫn có người còn sống. Ban đầu cảnh sát còn định cậy cửa cứu người đàn ông ra, nhưng giờ đã mất điện rồi, lại càng không thể nào mở cửa. Cảnh sát nói mình đã mất liên lạc với tổng bộ rồi, nhưng nhất định sẽ cứu người đàn ông ra ngoài. Anh lấy súng ra cho người đàn ông phòng thân, sau đó một mình xông pha chiến đấu, tới tầng thượng sửa máy phát điện. Một nhiệm vụ bất khả thi thế này, mà cảnh sát vẫn thực sự hoàn thành nó. 30 phút sau tuy không thấy cảnh sát quay lại, nhưng nguồn điện đã được khôi phục. Người đàn ông cuối cùng cũng nhớ tới đèn pin của điện thoại. Anh phát hiện ra ổ khóa đang bị kẹt, vừa duỗi tay lên kéo một cái, một con zombie xuất hiện. Người đàn ông lùi lại phía sau, nhặt khẩu súng mà cảnh sát để lại cho mình, nhắm và bắn. Anh sợ tới độ toàn thân run rẩy. Cũng may zombie bị bắn vào đầu, nhưng tiếng súng lại dụ thêm nhiều zombie hơn nữa tới đây. Người đàn ông điên cuồng giết chóc, anh ta liên tục nổ súng. Cuối cùng bên ngoài cũng đã yên tĩnh lại, nhưng trong bộ đàm âm thanh của cảnh sát cũng đã biến mất. Hy vọng duy nhất của anh cũng đã biến mất rồi. Người đàn ông cảm thấy thực sự đã không còn cách nào nữa, chẳng thà một viên đạn kết liễu chính mình, còn hơn bị zombie xé xác trở thành một xác chết biết đi. Anh lựa chọn không tiếp tục chịu đựng đau khổ và sợ hãi nữa. Anh ta không dám. Lúc này trên nóc thang máy chuyển tới tiếng động, không ngờ là người cảnh sát đã mất liên lạc. Người đàn ông cảm thấy mình đã gặp được Bồ Tát sống, vội vàng dùng gậy sắt đẩy nắp thang máy ra, để người cảnh sát chui vào. Ngoài cửa tụ tập một đống zombie, cảnh sát cầm súng lên bắn một hồi, khiến toàn bộ zombie bị bắn vỡ đầu. Nhưng anh ta lại không thể an toàn rút lui, chân của anh đã bị cắn rồi. Cảnh sát nhờ vào người đàn ông, kêu người đàn ông nổ 2 phát súng để đảm bảo anh ta đã chết trước khi anh ta biến dị. Nhưng người đàn ông không đồng ý. Không biết đã bao lâu trôi qua, cảnh sát cuối cùng cũng biến dị. Người đàn ông thấy ân nhân cứu mạng xông về phía mình, anh bắn bằng bằng 2 phát súng, giết chết cảnh sát. Hai mắt người đàn ông đờ đẫn nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là zombie. Mùi máu tanh đã khiến anh tê liệt. Có thêm nhiều zombie lao tới, người đàn ông không còn sợ hãi nữa. Anh cầm súng lên bắn, một tay nổ súng giống như đang bắn dưa hấu, giết sạch zombie bên ngoài cửa. Đáng mừng hơn là một số điện thoại lạ gọi tới. Người đàn ông nghe điện không ngờ lại là vợ mình. Thì ra cô vợ đã chạy ra đường lớn và được quân đội cứu. Cô được đưa tới nơi trú ẩn của quân đội phòng không, bây giờ rất an toàn. Người đàn ông có một niềm vui giống như được hồi sinh. Anh nhất định phải đoàn tụ cùng vợ mình. Thi thể của người cảnh sát đã có chỗ dùng. Người đàn ông dẫm anh ta dưới chân, dùng gậy sắt để khều ổ khóa. Lần này cuối cùng cũng làm được. Cửa thang máy thuận lợi mở ra. Người đàn ông nhìn thấy trên phố toàn là xác chết vô cùng thê lương, khắp nơi đều là zombie đã chết. Người đàn ông đi lang thang về phía trước, đột nhiên một zombie túm lấy chân anh. Tay không tấc sắt người đàn ông chắc chắn không phải đối thủ của zombie. Cũng may quân đội ở phía xa đã cứu anh, thế là người đàn ông cuối cùng cũng an toàn. Bộ phim tới đây là kết thúc. Bộ phim này chỉ cần một cái thang máy và một diễn viên chính, lại có thể lột tả được cảm giác căng thẳng, sợ hãi của ngày tận thế zombie. Nếu các bạn thấy bản tóm tắt hay thì tìm phim xem nhé. Còn nếu thấy hay nhớ like, subscribe kênh và để lại comment phía bên dưới để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.